Ok nha, mã số cho em là 20 nha các chị nhá. Nhé, 1m50 không có váy nào cả, chỉ tầm 1m4, 1m45 thôi. Rồi ok, 20 cho em và giá 109.000 váy tiểu thương cho em này. Đó, váy tiểu thương cho em rất là xinh luôn. Không thấy bình thuận luận mới chết chứ. Không thấy bình luận mọi người chấm bài đây cho em với năm. Không thấy bình luận mới phải chạy lại máy để xem như kìa. Thấy chị Nguyên Anh bây giờ đọc xong cái máy này nhưng mà nó rất là chậm luôn ấy, comment nó rất là chậm ấy. Đó, chẳng thấy bình luận luôn á, nhiều khách đẩy em không thấy đây này, phải chạy lại máy để đọc á. Số ok nhá mọi người nhá, mã số 20 màu trắng này, giá 20 lên cho em màu hồng này, 109.000 nha mọi người nhá, 109.000 mã số 20 nhá. Nguyễn Thơm có một set Gucci là mã số 09 rồi, ok này. Bon Nguyễn có 19 rồi, ok này. Rồi cái set này là mã số 20 cho em nhá. Đầm xanh sau có 2-3 cân ạ. Số ok chị nào lấy 20 thì comment cho em là 20 nhá mọi người nhá. Đây cái này đọc cái mã này chị này là tay bồng này. Đây tay bồng lên cho em, tay bồng cao cấp này. Có một mã số 08 này, lên cho em con này mã hàng 08 này. Form size cho bé là từ 08 này. Mã hàng 08 cho em nhá. Form size cho bé là từ 17 cân đến 33 cân cho em. Mã hàng cho em là 08 cho em với giá là 109.000 luôn. Chất liệu của nó là chất xốp mềm tay bồng cho em rất là đẹp luôn ạ. Cái này đây là 08 phối 2 tầng cho em rất là xinh. Form size 17 cân đến 33 cân nhá. Từ 4 tuổi đến 9 tuổi mang vừa cho em. 4 tuổi đến 8, 9 tuổi cho em. Mã số là 06. 109.000 đúng không? Cắm pin đi chị cái. À chị Dương cắm pin đi cái nào. Cái dây sạc mang đây à? 06 nhá. Cái này lên cho em là 06 109.000 nha mọi người nhá. Màu xanh dương này. 06 cho em màu hồng này. Lại dây đen. Rồi và 06 lên cho em màu xanh cốm này. Màu xanh cốm cho em, mã hàng cho em là 06 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 cho em, mã hàng lên là 06 cho em đi. Cái con này là 06 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 06. 06 giúp em. 109.000 đồng nhá. Mã hàng 06 cho em, 109.000 cho em. 109.000 cho em 06 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok có đơn nha các chị nha. Màu xanh cốm này, 06 cho em màu xanh dương này, 06 cho em là màu hồng này. Chất liệu của nó là chất xốp mềm không nhăn nhá. Cái váy này có nhiều ưu điểm lắm. Rất là mềm không nhăn cho em, thấm hút mồ hôi cực kỳ luôn. Bao nhiêu? 109.000. 08. À 08 à? Trời ơi, 08 nhá mọi người ơi. Cái này xin lỗi mọi người em nói nhầm nhá. Mã số là 08 cho em nhá. Mã số lên cho em là 08 nhá mọi người. Cái này là mã số 08 nhá mọi người ơi. 109.000. Chị nào chốt comment rồi thì comment lại là 08 cho em đi Ngọc Minh nhá. Comment lại cho em 08 đi với. Không có váy công chúa. 08 nhá mọi người, 109.000 cho em 08 cho Ngọc Minh này. Ngọc Minh này xanh cốm này, ok này, màu xanh dương xanh cốm này và màu hồng cho em này, đó đẹp lắm, rất là đẹp, cái váy này đẹp lắm mọi người. 08 109.000 cho em nhá, 109.000 cho em, chị nào lấy 08 thì comment cho em là 08 cho em nhá mọi người nhá, 08, 109.000 cho em. Tí. Cái gì đây? Mày chị điên à? Cho Dương
ôm này. Rồi lên cho em quần ngố ôm, mã hàng cho em là 04 á. Quần ngố ôm lên cho em mã số là 04 cho em này. Quần ngố này, mã số 04 nhá. Mặc đến đầu gối cho em, phong size là từ 17 cân đến 40 cân cho em quần ngố này. Với giá là 69.000 bán tặng cho em nhá. 69.000 quần ngố cho em, mã số lên cho em là 04 đi. Đó, mã số này lên cho em là 04, quần ngố theo của bé gái nhá mọi người nhá. Quần theo của bé gái cho em này, đó, chất bò rất là mềm cho em này. Mềm mà không nhăn nhầu, co giãn cho em rất là thích luôn. Mã hàng lên cho em là 04, quần ngố nhá. Phong size 17 cân đến 40 cân em có size ạ. 17 cân đến 40 cân em có size 04 nhá. 04 cho em 69.000 một quần. Ở 69.000 một quần cho em, chị nào lấy 04 thì comment cho em là 04 cho em này. 69.000. Mã hàng cho em là 04, 69.000 đồng cho em nha mọi người. Cho em con này là 04 quần ngố nhá. 69.000 mấy giờ rồi? 2:30 rồi qua. Ok nha, quần ngố lên cho em là 04 nha mọi người nhá. Quần ngố lên cho em mã hàng là 04 này. Đó, 69.000 đồng cho em nha mọi người ơi. 69.004 nhá. 04 cho em. Mọi người chấm bài tương tác lên cho em với nam Tiến Bùi 08 rồi màu xanh dương là ok ạ. À. Rồi quần ngố này cho em là 04, 17 cân đến 40 cân em có size nhá. 17 cân đến 40 cân em có size với giá 89.000 cho em. À quên, 69.000. 69.000 đồng nha mọi người nhá. 69.000 cho em 04 này. Đó, Bon Nguyễn có 08 này, Linh Thùy có 04 là ok này. Đó, Thị Thơm có 04 này. 17 cân đến 40 cân em có size nha các chị. 17 cân đến 40 cân em có size quần ngố nhá. Cái này là quần ngố cho em ạ, rất là đẹp luôn. Quần ngố này 04 cho em này. Và ta 69.000 cái thôi, bán tặng nhá. 69.000 một cái cho em. Quần ngố mã số là 04 cho em 69.000 nha mọi người nhá. 69.000. Size 17 cân đến 40 cân em có size nhá. 17 cân đến 40 cân cho em này. Bon Nguyễn có 08 rồi, Linh Thùy 04 này, Thị Thơm 04 này, Trang Kiều 04 này. Đó, 04 cho em 69.000. Huỳnh Ngọc Sương hai cái 04 này, Xuân Lê Thị 04 ok này. Đó, 04 cho em nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 04 đi comment 04 cho em 69.000 một quần ngố nhá. Trần Thị Tuyết có 04 này, Thanh Yến có 04 ok, bán tặng 69.000 size to lắm. Từ 17 cân đến 40 cân em có size nhá. Từ 17 cân đến 40 cân em có size nhá. 17 cân đến 40 cân em có size, mã này lên là 04 cho em quần ngố nhá. 04 này. 69.000. Alo. Rồi cho em xin số điện thoại của chị khách với ạ. 0941. 0981 rồi ok ạ. 0900009. Này xin lại số đi em ơi này. Ok nha, chị nào lấy comment là 04 cho em nha các bác nha, 04 cho em nhá. Rồi. Lên tiếp cho em quần váy này, là quần tám phục đúng không ạ? Quần suông này, quần suông nhá, quần suông. Quần suông ngố. Bây giờ là lên quần suông ngố này, đọc mã quần suông ngố đi chị Dương ơi. Quần suông ngố này. Lúc nãy là quần là dáng nó ôm nhá, lúc nãy là quần dáng ôm, bây giờ là dáng suông giúp em này. Không bậy ạ. Quần suông cho em mã hàng là 07, nhìn cho đúng rồi nhá. Chứ còn suông dài, suông ngố đấy nhá. Nhìn đúng suông ngố chưa? 07 cho em quần suông ngố này, mặc cũng đến đầu gối cho em nhưng mà dáng nó là dáng suông rộng nha mọi người nhá. Lưu để 4 hôm. Dạ rồi. Để 4 hôm nhá. Ok, 07 cho em quần suông ngố này, size từ 15 cân đến 35 cân em có size quần suông ngố cho em mã hàng là 07 cho em 89.000 nha mọi người nhá. 89.000, lên cho em mã số này là 07 cho em này. 07 cho em đọc mã số đúng không? 07 cho em quần suông ngố nhá mọi người, dáng này là dáng rộng nhá mọi người nhá. Quần suông này là dáng rộng cho em. Mã hàng lên cho em là 07 cho em nhá mọi người nhá. Cũng mặc đến đầu gối thôi ạ. Từ 15 cân này đến 35 cân em có size ạ. Từ 3 tuổi trở lên là mang được rồi. 89.000 đồng một quần cho em nhá. Quần suông ngố cho em mã số là 07 này. Để chốt cho em con này là 07, đưa điện thoại cho chị đọc ấy. 07 cho em nhá. Chốt cho em con này là 07 cho em 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 cho em. Đọc khó nghe thế. Tốt. 07 này, cái này lên cho em mã số là 07 cho em quần suông ngố này. Đó, quần suông ngố cho em mã hàng lên là 07 cho em 89.000 đồng cho em nhá. 89.007 cho em nhá. Suông ngố nhá, giá này là giá suông. Ái Linh 04, Nguyễn Hồng 04 rồi. Thu Thủy 04 rồi, Trần Tuyết Thanh Yến 04 rồi, ok này. Nhận được đồ của shop rồi, chất vải đẹp quá, ok. Cảm ơn chị Bóng Vang nhá.
có đơn 89 nghìn một quần nhá. Từ 15 cân đến 40 cân em có size ạ. Tiến Bùi có hai cái này, 15 cân và 20 cân ok này. Đấy, cái này là dáng suông ngố nha mọi người, chấm bài tương tác lên cho em nữa nha mọi người nhá. 0789 nghìn một quần. Mọi người lưu ý đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em với nha các chị yêu nhá. Cố gắng đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em với nhá. Số ok nhá. Nghi Lưu có 07 này, Thanh Yến 07 này, Trần Thị Tuyết 07 ok này, có 89 nghìn một quần thôi, chất nó rất là mềm nha mọi người ơi, 280-200 bây giờ em bán tặng các chị 89 nghìn này, rất là mềm luôn. Form size cho bé là từ 15 cân đến 40 cân em có size nha mọi người nhá. Từ 15 cân đến 40 cân cho em, mã số lên cho em là 07 cho em nhá. 07 cho em, quần suông ngố này, 89 nghìn, không lựa kiểu đâu mọi người nhá, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em. Đó, suông ngố này, 15 cân từ 3 tuổi đến 40 cân cho em, 10 tuổi mang vừa nha mọi người. Nguyễn Thúy Nguyên lên số điện thoại ạ. Nguyễn Thúy Nguyên lên số điện thoại kìa. Nguyễn Thúy Nguyên lên số điện thoại cho em đi. An Lê 07 này, Nguyễn Thơm 07 này, Nga Chuẩn 07 này, Nguyễn Thúy Nguyên lên số điện thoại cho em nhá. Mã số lên là 07 cho em này. Đó, Nguyễn Thúy Nguyên lên số điện thoại này, đăng Kim Dung 07 ok, chị nào đặt rồi thì thôi nhá mọi người nhá, chị nào đặt rồi thì thôi, không phải có bên nào đâu. Nguyễn Thúy Nguyên này, Trang Anh này, lên số điện thoại cho em này, 89 nghìn một quần ngố nhá mọi người, ngố suông nhá, ngố suông mặc đến đầu gối cho em. Trang Anh lên số điện thoại và Nguyễn Thúy Nguyên lên số điện thoại cho em này. Đó, mã số lên cho em là 07 cho em nha mọi người nhá. Mã 07 cho em nha mọi người nhá, 07 cho em á. Ship toàn quốc 30.000 nha. Ship toàn quốc 30.000 cho em này. Trang Anh lên số điện thoại đi chị ơi. Trang Anh lên số điện thoại cho em nhá. Nguyễn Thúy Nguyên lên số điện thoại cho em nhá. Đó, 07 cho em nhá. Rồi ok này. Đó, 07 cho em quần suông này, 89.000 một quần nhá mọi người nhá. 89.000 đồng cho em. Mã số lên là 07, 89.000 rất là đẹp luôn ạ. Siêu đẹp luôn á mọi người ơi, siêu đẹp luôn. 89.000 quần suông ngố nhá, mặc đến đầu gối cho em. Quần suông ngố mặc đến đầu gối cho em và 89.000 một quần, mặc rất là mát và thoải mái cho em nhá. 89.000 cho em quần suông này. Đó, chị nào lấy quần suông thì comment cho em mã số là 07 đi ạ. 07 89.000 nha mọi người nhá. 07 cho em. Thôi không sáu đợi xíu. Trang Anh lên số điện thoại đi chị. Lên chưa? Trang Anh lên số điện thoại, Nguyễn Thúy Nguyên lên số điện thoại nhá. Trang Anh và Nguyễn Thúy Nguyên lên số điện thoại cho em nào. Đó, size 15 cân trở lên chị ạ. Nhá. Thủy Đinh lấy mã bao nhiêu comment mã số cho em nào. Xuân Lê Thị có 07 rồi ok nhá. Có 28 cân mà em đọc từ 15 cân đến tận 35 cân. Từ 15 cân đến tận 35 cân nha các chị nhá. Từ 15 cân đến 35 cân, 89.000 một quần suông ngố nhá. Từ 15 cân đến 35 cân cho em này. Đó, rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì comment cho em quần suông ngố là mã số là 07 nha mọi người nhá. 07 cho em, 89.000 một quần này, co giãn 4 chiều này. Đó, mặc thích lắm, chất rất là mềm luôn cho em 07 nhá. Trang Anh và Nguyễn Thúy Nguyên lên số thoại đi nhá. Đó, rồi ok, 06 là cái này. Nguyễn Thúy Nguyên rồi ok này, Kim Dung cao 07 rồi ok này. Không có đồ bé trai đâu các chị nhé, không có đồ bé trai, còn cái này là 06 là cái gì? Không sáu đây nhá chị ơi, mã hàng 06 đây nhá, váy theo cao cấp cho em mã hàng là 06 đây. Đây, váy 06 cho em, size cho bé từ 20 cân đến 32 cân cho em, váy theo hoa nhá. Mã hàng 06, 109.000 nhá. 109.000 06 váy theo này hả? Size 20 cân đến 32 cân cho em, mã hàng lên là 06, váy theo tay cánh tiên này. Đó, chất theo tay cho em rất là đẹp luôn, có màu hồng và màu vàng, mã này lên là 06 này. 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 cho em, mã số lên là 06 đi. 06 bộ thì có mấy bộ lúc nãy lên rồi đấy chị Hải Yến ơi. Không có đồ bé trai á. Không lựa kiểu nha chị Hương Nguyễn nhá. Quần nhà em không lựa kiểu, đồng ý thì đi đơn và đi đơn trên 100.000 đồng, đơn hai sản phẩm trở lên cho em. Đó, lộ phấn lên số thoại ạ. Lộ phấn lên số thoại, đây là 06 này nhá. Đây lên trên quần nhá. Rồi lên quần váy là mã số mấy em? Rồi lên quần váy cho em mã số 10 này. Lên quần váy này. Quần váy nhá mọi người nhá. Quần váy giúp em này. Lên quần sóc váy này. Đó, bên trong là quần này, bên ngoài là váy, mã số lên cho em là 10 quần váy nhá. Form size cũng từ 15 cân đến tận 40 cân, em có size hàng Quảng Châu cao cấp cho em quần váy này. Mã số lên cho em là 10 cho em với giá là 89.000 một quần nhá. 89.000 đồng. Lên cho em là 10 kèm cân nặng cho em là có đơn. Mã số lên là 10 cho em, 89.000. 89.000 lên cho em mã số này là 10 giúp em nha mọi người nhá. Quần váy á, lên quần váy cho em mã số là 10 đi. Mã số cho em là 10, 89. Bên trong là một lớp quần nha các chị yêu nhá. Quần nhà em đủ
số 10 cho em chất rất là đẹp luôn mọi người ạ. Siêu cơ bản luôn cho em, hàng Quảng Châu cao cấp cho em, rất là dày dặn luôn, bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Size từ 15 cân 3 tuổi trở lên là mặc được rồi. 15 cân đến 40 cân cho em, 3 đến 10 tuổi mang vừa quần váy cho em với giá là 89.000 một quần. 89.000 đồng cho em một quần, mã số lên quần váy là 10 giúp em nhé. 10. Mã số 10 cho em. Mã số lên cho em là 10 nha mọi người, chấm bài tương tác lên cho em với nha mọi người nhá. 10 cho em ạ. Mọi người lưu ý ghi đơn hai sản phẩm trở lên cho em với nhá. Lê Hương có 10, Huỳnh Ngọc Sương có 10 này, Lan Nguyễn có 10, ok có 89.000 cái thôi, hàng 180-200 đấy. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em bao co giãn luôn. Bán tặng các chị 89.000 một cái cho em nhá. Đó, 10 Linh Thùy này, Lan Nguyễn có 10 này, Bùi Ngọc Quê có 10 rồi, ok này. Các chị yêu nhớ lên mã hàng kèm số điện thoại cho em nhá. Và kèm cân nặng cho em, mã số lên cho em là 18-9.000 cho em một quần thôi nhá. Thi Ly Đoàn có 07 rồi, ok, và mã số 10 này. Nhìn đọc comment và in em nhá. Trịnh Luyến 10 này, Thu Thủy 10, ok này. Đó, chị nào lấy 10 thì comment giúp em là 10 rồi cho em nhá. Quần váy 89.000 mặc cái này với áo phông rất là đẹp luôn. Mặc cái này phố với áo phông siêu đẹp luôn. Từ 15 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người nhá. Từ 15 cân đến 40 cân em có size. Đó, chị nào lấy 10 thì comment giúp em là 10 cho em. Thu Thủy có 10, Trịnh Luyến 10 rồi, ok ạ. Nga Chuẩn 10 này, Dồn này, ok này, Xuyên Nguyễn 10 này, và 07 này, ok. Quần váy thôi, Như Nguyệt Phạm mã số 10 này, ok này. Nga Chuẩn có 10 rồi nha, 10 cho em với giá là 89.000 một quần nha mọi người nhá. 89.000, phong size là từ 15 cân đến 40 cân em có size nhá. Cho mình hai quần nhé, ok. Bùi Ngọc Quê có 10, 2 quần, ok này. Đó, ok. Duyên Nguyễn có 2 cái rồi, ok. Tiên Tiên 07 này, 04 này, ok này. Đó, mã số này lên là 10 cho em với giá là 89.000 một quần thôi mọi người ơi. 89.000 đồng cho em thôi nha, 89.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 10 thì comment giúp em là 10 cho em. Lê Trang có 10, ok này. Từ 15 cân đến 40 cân em có size 89.000 cho em. Nguyệt Phạm lên lại số thoại, sai số chị ơi. Như Nguyệt Phạm lên lại số kìa. Như Nguyệt Phạm lên lại số, mọi người lưu ý đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em rồi nha mọi người nhá. Mọi người chú ý đi đơn 2 sản phẩm trở lên cho em với nhá. Như Nguyệt Phạm lên số thoại cho em này, 89.000, mã số cho em là 10 nhá. Như Nguyệt Phạm lên số thoại cho em đi. Lên lại đi, sai số rồi nhá. Lên lại sai số rồi. Đó, 10 cho Lụa Bùi, ok. Lê Trang có 10, Phạm Huệ rồi có 10 rồi ạ. Từ 15 cân đến 40 cân nhá. An Lê có 10 rồi, ok. 89.000 một quần thôi mọi người nhá. 89.000 đồng cho em này. Rồi lên cho em này, quần suông tiếp nhá. Quần bò dài á. Bò dài em chỉ có quần suông thôi đây này. Quần suông này, đặt quần suông dài em. Quần suông dài nhá. Quần suông dài, suông dài mà mặc đến mắt cả chân nhá mọi người nhá. Quần suông dài cho em mã số này là 11 này. Mã số 11, quần suông dài này chất. Phạm Huệ lên số điện thoại này, chị gì nữa? Lên lại số là chị gì? Như Nguyệt Phạm lên lại số giúp em này. Chị Phạm Huệ lên số điện thoại giúp em này. Đấy, Như Nguyệt Phạm lên số điện thoại đi chị ơi. Như Nguyệt Phạm lên lại số đi. Biết cách cách ra chị ơi, không em sửa không được. Số ok nhá, cái này lên cho em quần suông dài, mã số lên cho em là 11 này. 11 quần suông dài, hàng Quảng Châu cao cấp cho em, dáng suông nhá. Dáng suông dài mặc đến đầu gối, mặc đến mắt cả chân nhá. Suông dài mặc đến mắt cả chân cho em này. Form size từ 17 cân đến 42 cân em có size. Từ 17 cân đến 42 cân em có size. Quần suông dài nhá, suông dài, chất siêu co giãn và rất là mềm cho em này. Hàng tàu cao cấp này, bên ngoài đang bán gần phải tầm 300.000 đến 350.000. Nhưng đến với nhà em bán tặng cho các chị yêu với giá 119 một cái thôi ạ. 119.000, lên cho em mã số quần suông dài này là 11 cho em nhé mọi người nhé. Mã số cho em là 11, quần suông dài này 119.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. 119.000 đồng cho em này. Huỳnh Kiều 07, Mỹ Duyên bộ 35-36 cân có. Ngọc Hiếu 09 này, 04, 07, 10, 11 đồ, ok Ngọc Hiếu này. Lên áo phao á, không có áo phao. Bây giờ làm gì còn áo phao. Như Nguyệt Phạm lên lại số đi kìa. Rồi ok nhá. Bây giờ không báo phao đâu. Một mùa hè rồi làm gì bán áo phao chị yêu. Mã số 11 cho em nhá mọi người ơi. Phạm Huệ có 11 rồi, ok. Quần suông dài nhá các chế nhá. 11 cho em này, lên cho em cú pháp là 11, kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em. Quần suông dài nhá, mặc tới mắt cả chân nhá các chị yêu. Dáng này là dáng suông dài nhá mọi người, rất là hot trend luôn nhá mọi người nhá. Form size cho bé là từ 17 cân 4 tuổi trở lên, từ 1m1 trở lên đến tầm khoảng 42 cân 1m45 quay lại cho em. Đến tầm 1m45 quay lại cho em. Mã số lên cho em là 11 nhá mọi người. 11 119.000 đồng cho em này. Đào lên 11 này. Nhưng mà sẵn ok này.
lên 119.000 đồng đi các chị ơi. 119.000 đúng không? Các chị mua được cái hàng Quảng Châu cao cấp ở đâu mà có dám hơn 100.000 ấy. Chỉ có ngoài em phải có cái chất nó co giãn 4 chiều cho em rất là mềm. Bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhé mọi người. Chỉ khó đi đơn 2 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn nhé mọi người nhé. Mã số lên cho em là 11 cho em nhé mọi người nhé. Váy xanh ở sau 109.000 nha tình yêu ơi. Váy xanh ở sau 109.000 nhé. 11 cho Huỳnh Kiều ok nhá. Váy hồng treo sau là váy nào đó? Váy hồng treo sau là 06 lên rồi mà. Đào Lê 11 số ok. Trần Phương có 04 này. Hai cái này 11 cái này 30 cân này. Số ok nhá. Mã này lên cho em là 11 nha các chế nhá. Mã số 11 cho em 119 như một quần suông dài siêu đẹp luôn. Áo phông rồi đợi xíu không có áo phao. Rồi nha, chị nào lấy đi comment là 11 nhá. Cái này là 11 này. Thùy An Lai là mã số 10 này. Chân váy tầng em hết rồi. 11 cho Phạm Thu Hà ok. 119.000 suông dài nhá. 17 cân để 42 cân em có size quần suông dài cho em này. Đó 119.000 đồng nha các chị yêu. Dáng đẹp lắm, dáng rất là đẹp. Và quần rất là dày dặn, rất là to giãn cho em nhá. Bao kiểm tra hàng thoải mái cho em. Mã số 11 cho em nha mọi người. 11 cho em này. Đấy có cúc này, dập cúc rất là xịn sò. Và quần đặc biệt là cái quần chất nó rất là mềm. Mặc theo quần cốt tông luôn, bao kiểm tra luôn cho em. 119.000 cho em nhá. Chị nào lấy thì comment là 11 cho em nha mọi người nhá. 11 cho em. Mã số lên là 11 cho em, 119.000 đồng cho em. Lê Trang có 11 rồi ok. Quần suông dài là mã số 11 nha mọi người nhá. Thanh Yến có 11 rồi ok này. Đó chị nào lấy 11 thì comment 11 này. Mẫn Triệu có 11 rồi ok này. Mỹ An 10-11 rồi ok này. Từ nhớ là từ 17 cân đến 42 cân em có size rồi nha mọi người nhá. Từ 17 cân đến 42 cân em có size. 119.000 một quần nha mọi người. Suông dài nhá. Quần suông dài mà rất ăn chơi và đẹp và thoải mái ấy. Chất nó rất là mềm và co giãn cho em. Bao kiểm tra hàng nha. 11 cho em đi đơn 2 sản phẩm trở lên giúp em nha các chị yêu nhá. Quần sóc á, quần sóc em lên rồi mà. Quần sóc đọc số đi em ơi. Đọc nhanh lên nhanh quần sóc này này. Quần sóc là 05 nhá chị ơi. Quần sóc là mã hàng 05 này. 05 từ 10 cân đến 40 cân cho em. Quần sóc là mã hàng 05 này. Có size 27 cân nhá chị Trương Thị Yến nhá. Có size 27 cân nhá. Xuông lửng lên rồi ạ. Xuông lửng em cũng lên rồi mà. Có áo thun. Rồi quần sóc là mã hàng 058 chị à, 59.000. Quần sóc mã hàng 05 10 cân đến 40 cân cho em 59.000 quần sóc này. Mã hàng lên là 05 cho em không lựa kiểu đâu nhá. Bạn tặng quần sóc này 59.000 một quần thôi. 59.000 quần sóc cho em này. Mã hàng lên cho em là 05 59.000 đồng cho em nhá. 59.000 quần sóc mã hàng lên là 05. Đúng rồi, lên quần sóc là 05 59.000 cho em nhá mọi người nhá. 10 cân đến 40 cân em có size quần sóc là 05 nên không lựa kiểu nhá. Lựa kiểu ngẫu nhiên cho em, chốt cho em quần sóc là 05 đi. Đúng rồi, quần sóc chốt cho em là 05 nhá mọi người nhá. Em đang phải nhìn cái máy bên đây em mới thấy comment á. Cái máy trên like để không thấy comment luôn á. Rồi ok, 05 cho em nhá mọi người nhá. Quần sóc lên cho em là 05 đi. Đúng rồi. Bây giờ lên áo á. Rồi ok, 05. Máy xanh trước luôn đó. Máy xanh này là mã số mấy này? Máy xanh đấy là 08 nha chị Trần Phương nhé. Máy xanh là 08 nhá. Rồi quần sóc lên cho em mã hàng là 05 nhá. Từ 10 cân đến tận 45 cân em có size mã hàng 05 59.000 quần sóc là 05 này. Đó chị nào đặt rồi thì thôi mọi người nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá mọi người nhá. Mã hàng 05 nhá. Quần sóc là 05 cho em. Đó mã quần sóc lên là 05 của em nhá. 10 cân đến 45 cân chắc bao co giãn luôn. 05 này. Đó, chị nào lấy 05 thì comment giúp em là 05 59.000 nha mọi người ơi. 59.000 cho em nhá. Đi đơn 2 sản phẩm trở lên đơn trên 100.000 đồng giúp em. Đi đơn 2 sản phẩm trở lên đơn trên 100.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Đó chị nào lấy 05 thì comment là 05 cho em nhá mọi người. Thủ shop nha. Thủ shop này mã số này lên là 12 này. Này là 12 đúng không? Rồi mã số lên là 12 cho em này. Rồi mã số 12 cho em bộ này, bộ gấu này, mã số 12 nhé, quần hơi xòe như váy. Mã số 12 size 15 cân đến 35 cân em có size. Mã số 12 cho em 89.000 đồng một bộ. 89.000 đồng một bộ cho em nhé, mã này lên là 12, có màu hồng và màu vàng này. Màu hồng và màu vàng, lên cho em con này mã số này là 12 giúp em đi. 12, 89.000 cho em nha mọi người nhé. Màu hồng và màu vàng cho em bộ, quần gu xì của nó là hơi váy này. Quần của nó dáng là hơi dáng váy nha mọi người nhé. Mã số cho em là 12 đi ạ. 12, 89.000 một bộ cho em. Servin cũng được mà không servin cũng được. Đấy, giá của nó nếu như không servin này. Đó, không servin này. Mã số
số là 12 nhá mọi người nhá. 12 89 nghìn. Từ 15 cân đến 35 cân em có size mã số là 12 89 nghìn. Thanh Nghi Lê có 11 ok nhá. Nên Hoa Nhí ok chị. Rồi chị nào mà chưa chốt 12 thì chốt cho em con này là 12. Linh Nguyễn 11 rồi, 27 cân này. Đăng Kim Dung 05 rồi ok này. Rồi các chị comment rồi thì không phải comment lại đâu mọi người nhá. Rồi mã số này lên cho em là 12 bộ gấu theo nhá mọi người ơi. Bộ gấu theo 15 cân đến 35 cân em có size 89 như một bộ nhá. 15 cân đến 35 cân em có size này, màu hồng và màu vàng cho em 89 nghìn nha mọi người nhá. 89 nghìn cho em cuốn xin zin dài lên rồi. Trời ơi mã số 11 vừa lên xong đấy. 12 nhá, 89 nghìn cho em nhá. 89 nghìn quần nó hơi váy này. Đó, nó hơi xòe như váy luôn. Đây nếu như không sơ vi thì như thế này. Đó nhá, dáng áo rộng từ 15 cân 4 tuổi trở lên cho em nha mọi người nhá. Mã số 12, 89 nghìn mọi người vui lòng đi đơn hai sản phẩm trở lên cho em. Hàng cốt tông 100% cho em nhá. Theo này, phần này là theo nhá, quay giặt máy giặt thoải mái cho em. Mã số lên là 12 89 nghìn cho em nhá. Bắc Hùng có 05 rồi, 12 cho Huỳnh Ngọc Sương rồi, Nguyễn Thúy 12 rồi ok. Chị nào đặt rồi thì thôi phải đặt lại đâu mọi người nha. Mã số 12 89 nghìn cho em nhá mọi người. Hàng Nguyễn 12 ok, hồng hoặc vàng nha mọi người nhá. Màu hồng hoặc màu vàng giúp em 89 như một bộ. 89 như một bộ cho em nhá. Đó, chị nào lấy 12 thì comment giúp em là 12 89 nghìn cho em. 89 nghìn nha mọi người. 15 cân đến 35 cân em có size nhá. 15 cân đến 35 cân em có size 89 nghìn cho em nha. 12, mã hàng là 12 cho em. Mấy cái mục em vẫn chưa xong à, chưa dán xong. 12 hồng vàng nhá. 15 cân đến 35 cân 89 nghìn này. Đó, 89 nghìn cho em nhá. Rồi lên cho em này. Váy tiếp này. Mã số tiếp theo này. Mã số 21 này. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 21 cho em của Bèo Trắng này. Mã số 21 cho em của Bèo Trắng nhá. Form size từ 20 cân đến 40 cân em có size ạ. Từ 20 cân đến 40 cân em có size. Mã số cho em là 21 cho em bán tặng cho em này. Size to 109.000. 109.000 cho em mã số 21 của Bèo Trắng cho em, rất là xinh luôn. Form size là từ 20 cân đến 40 cân cho em, chất đùi tơ không nhăn nhá. Cái này chất liệu của nó là đùi tơ không nhăn và rất là mềm, co giãn nhẹ nha mọi người nhá. Và mắc mặt nó rất là thoáng ấy. Đây của nó là phần trước là phối của Bèo Trắng này, của vuông trắng, và phần sau cũng như vậy. Tay hến cho em nhá, có dây thắt eo. Mã này lên cho em là 21 nha mọi người nhá. Mã số tiếp theo lên cho em con này là 21 nha mọi người. Mã số 21 cho em với giá là 109.000 cho em nhá. 21 cho em màu hồng này. 21 lên cho em màu vàng này, 109.000. 21 lên cho em màu cam này. Màu cam cho em nhá, 109.000 cho em nhá. Cổ trắng rất là đẹp nhá, rất là tôn da luôn này. Và rất là xinh luôn. Dáng của nó là dáng baby doll. Đây dáng baby doll buộc nơ cho em rất là xinh luôn. Mã số lên cho em là 21 này. Đó, 21 cho em với giá là 109.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 21 cho em này, size 20 cân đến 40 cân em có size. Size 20 cân đến 40 cân em có size nhá mọi người nhá. 20 cân đến 40 cân em có size. Mã số hàng lên là 21 giúp em ạ. 21 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. 21 cho em. Đó, mã số lên cho em là 21 màu cam này. 21 lên cho em màu hồng này. 109.000 một váy thôi nha mọi người nhá. Tay hến cho em rất là xinh luôn. Màu cam màu hồng này. Màu vàng này. Đó, màu vàng cho em này, màu vàng nghệ rất là đẹp luôn. Đó, chị nào lấy 21 thì comment 21 cho em nha mọi người nhá. Từ 20 cân 5 tuổi trở lên đến tầm 40 cân cho em, 5 đến 10 tuổi mang vừa cho em. 109.000 đồng cho em nha. 21 cho em nhá. Đang chỗ mã nào đây? Rồi ok, màu hồng này, 21 cho em màu cam này. Đó, mã số cho em 21 màu cam này. 21 nha mọi người nhá. Đọc chốt này. 21 cho Nguyễn Anh Huynh này ok nhá. 21 Đào Lê này, Tiền Trần 07 rồi. Mina Lê 21 19 cân rồi ok. Cái này lên là mã số 21 cho em nha các chị nhá. Mã số 21 cho em với giá là 109.000 nhá. 109.000 cho em, form size là từ 20 cân đến 40 cân em có size nhá. 20 cân đến 40 cân em có size. Đó, chị nào lấy 21 thì comment giúp em là 21 là được nha mọi người nhá. 20 cân đến 40 cân, chất đùi rất là đẹp. Cái này em đứng gần lắm, đứng gần lắm rồi luôn đấy. Chất này chất đùi tơ rất là xinh luôn á. 109.000 đồng cho em nha. 109.000 cho em, chị nào lấy 21 thì comment giúp em là 21 là được nha mọi người nhá. 109.000.
21 cho em nhé. Hôm qua đi đơn rồi nhá. Mai Thanh 21 này, Dương Phượng 12 21 ok này. Ái Linh 21 này. Ok này. 21 109.000. 109.000 cho em. 109.000 cho em, mã số lên là 21 giúp em nha mọi người nhá. 109.000 cho em. Ok nha, chị nào lấy 21 thì comment giúp em là 21 cho em nhé mọi người nhé. 21 kèm cân nặng cho em là có đơn 109.000 cho em nha mọi người nhé. 109.000 cho em. Màu cam, màu hồng và màu vàng cho em nhé. Chị nào lấy 21 thì comment giúp em là 21 đi. Rồi lên cho em một cái hoa nhí này. À, số 22 này, cái này có size gì đấy? Hai màu. Áo phông này lên cho em áo phông gấu này 15, 20 cân đến 25 cân cho em áo phông.
con gấu này. Cái Doraemon chị chưa lên mà. Cái gấu này, các loại này đến 25, 30 phần. Rồi ok, lên áo phông gấu cho em mã số 23 này, size 20 cân đến 30 cân cho em với giá là 69.000 nhá. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em áo phông gấu này. Mã số lên là 23 cho em nhé mọi người nhá. Phông gấu này, 20 cân đến 30 cân em có size này, 69.000 một áo nhá. Áo phông thì em bán đồng giá cho các chị 69.000 thôi vì em bán kèm thôi chứ còn không có lời lãi gì đâu á. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em chất cốt tông tàu cho em rất là xịn luôn. Mã số lên cho em là 23 cho em nhá. Mã số 23 cho em này. Đó, mã số 23 cho em với giá là 69.000 đồng cho em nhé. 69.000 đồng cho em, mã số là 23 giúp em nhé. 23 cho em, 69.000 đồng cho em nha. Mua 20 cân đến 30 cân em có sai nhé. Chị nào lấy áo phông thì có men phông gấu cho em là 23. Mã số cho em là 23 nhé mọi người nhé. 23 cho em, 89.000 nha mọi người nhé. Comment áo phông gấu cho em mã số là 23 cho em 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 cho em mã số 23 phông gấu nha mọi người nhá. Phông gấu á, mã số lên là 23 cho em 89.000 cho em. Nha mọi người nhá, 89.000 cho em mã số 23 áo phông gấu nhá. Áo Doraemon này. Doraemon này. Còn đây Doraemon cho em này. Doraemon này mã số 24 cho em này. Đây Doraemon nhá mọi người nhá. Doraemon đây mặt trước này, còn đây mặt sau này. Đây mặt sau này, mặt trước này. Đó, Doraemon này. Mã số lên cho em là 24 à. Mã số 24 cho em này, form size từ 20 cân đến 40 cân cho em áo phông. Mã số 24 cho em với giá là 69.000 luôn nhá mọi người nhá. 69.000 đồng luôn cho em mặt trước và đây là mặt sau này. Đó, mặt sau là hình toàn bộ là hình Doraemon hết này. Rất là đẹp luôn. Mã số 24 này. Đây cái này lên cho em mã số là 24 cho em nhá. 24 cho em này, 69.000 một áo thôi, size 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Áo phông, mã số lên là 24 màu ghi này. 24 cho em màu nâu, đây là mặt trước nhá, màu nâu này. 24 cho em màu xanh dương này. 24 cho em màu đỏ này. Đó, màu đỏ cho em mã số lên 24 nhá, 69.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 24 cho em màu đen này. Màu đen, mã số 24 Doraemon cho em 69.000 một áo nha mọi người. 69.000 đồng mã số lên là 24 cho em. 24 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhé. Mọi người có muốn lên gì nữa không thì em lên nhé. Không thì em nghĩ ai nhé. Mã số 24 nhé mọi người nhé. Mình thấy chẳng thấy comment nữa. 24 69.000 nhé mọi người nhé. Doraemon nhé. Không nghỉ like nhé mọi người. Tại vì chẳng thấy phần comment của khách á. Để like nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem like của em nha mọi người. Bye bye các chị nha, bye bye mọi người nhá. Lên váy đỏ phía sau á. Làm gì có váy đỏ. Váy đỏ làm gì có. Nguyễn Minh trời đặt địa chỉ một loạt. Ok chị. Đầm 5 tuổi 28 cân á chị. 5 tuổi 28 cân ở toàn bộ ở trước nhà em đều vừa size hết. Váy xanh dương, 24 xanh dương á. À 24 xanh dương 25 cân ở 30 cân. Ok chị này. Rồi ok nhá, lên váy nữa đi. Tại chẳng thấy các chị tương tác nên em tưởng hết khách rồi. Ừ. Rồi, váy tiếp nha. Mã số cho em này. Váy rồi lên cho em Burberry này, mã số 25 này. Burberry này, mã số 25 nhá, size từ 15 cân đến 25 cân cho em Burberry cho em 109.000 này, hàng cao cấp cho em nhá. Cái hàng Quảng Châu rất là đẹp. Mã này lên cho em là 25 này, mã số 25 Burberry cho em từ 15 cân đến 25 cân cho em 109.000 nha mọi người nhá. 109.000 cho em mã số lên là 25 đi. 25 cho em Burberry cao cấp nha mọi người. Burberry cao cấp mã số 25 cho em 109.000. Áo bé trai nhà em không có thôi. 24 cho Vũ Huệ Doraemon này. Nguyên Anh 24 rồi ok ạ. À. Rồi 24 cho Huỳnh Ngọc Sương này. Đấy. 9 tuổi 32 cân là áo á chị. Áo mã số 24 vừa đấy. 32 cân áo mã số 24 vừa đấy chị. Rồi cái này lên mã số 25 cho em Burberry nhé mọi người nhé. Burberry hàng cao cấp cho em size 15 cân đến 25 cân tầm 4 đến 7 tuổi. Mang vừa cho em với giá 109.000 thôi ạ. Cái này ở bên ngoài đang bán tầm 300 ấy nhà em bán tặng 109.000. Mã số cho em là 25 nhé mọi người nhé. Mã số này lên là 25 cho em này, giá baby doll đẹp lắm. Cái váy này rất là đẹp luôn.
comment cho em là 25 nha mọi người nhá. 109.000 nha mọi người. 109.000 cho em mã số lên là 25 này. Đó, 20 đến 25 cân cho em nhá. Rồi mã số 26 cho em, cái này hết chưa? Cái này em hết rồi, tặng luôn này. Mã số 26 này, size 20 đến size 20 cân này. Rồi mã số cho em là 26 à, váy cổ vuông nhá, váy cổ vuông đắp ren mã số 26 này, 17 cân đến 22 cân cho em, 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em mã số 26 này, 26 cho em 79.000 một cái người, còn ít xem 79.000 nhá. Còn ít xem 79.000 cho em, 22 cân quay đầu cho em này. Còn có mấy cái nó xem 79.000 cho em nhá. Chất phô boy này có màu hồng vàng nhưng mà không lượng màu đâu. 17 cân đến 22 cân cho em cổ vuông nhá. Cái này là cổ vuông đắp ren mã số lên là 26 đến 79.000 cho em nhá. Mã số 26 79.000, còn mấy cái em sale 26 79.000, size 17 cân, 17 18 cân, 4 tuổi cho em đến 22 cân, 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em nha mọi người nhá. 4 đến 6 tuổi mang vừa, mã số lên là 26 cho em 79.000. Mã số 26 79.000 cho em nha, 26 á, cái này là mã số 26 á. 26 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em 79.000 cho em mã số 26 nha. Tay bồng rất là đẹp luôn, cổ vuông đắp ren này, siêu xinh luôn. Đó, chị nào lấy 26 thì comment giúp em là 26 kèm cân nặng nha mọi người nhá. 26 79.000 cho em. 18 cân đến 22 cân cho em, 4 đến 6 tuổi mang vừa nha mọi người nhá. 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em. Cũng phải có 12 rồi, Huyền Trang có 25 rồi. Ok, sẽ là trắng ở trên là mã 09 nhá. Phải bình luận của Nguyên Anh này. Bây giờ đọc ở đây nó hơi chậm ấy. Đọc ở đây này, có thấy bình luận đặt hàng không? Nguyên Anh em thấy mà. Nguyên Anh thấy nha, chị ơi em đọc mà chị không nghe đấy chứ. Nguyên Anh thấy em đọc mà chị không nghe đấy. Số ok nhá, chị nào lấy thì comment 26 cho em với giá là 79.000 nhá. 79.000 cho em mã số 26 nhá. À, 18 cân đến 22 cân em có size mã số 26, chất thô mềm cho em nhá mọi người, chất đẹp lắm, dáng baby doll cho em rất là xinh. 79.000 một cái này, còn mấy cái cho em 79.000 nhá. 79.000 cho em. 26 79.000. Cái set này á hả? Mã số 09 này. Đây, set này lên cho em mã hàng là 09 này, set này đẹp lắm. 09 này, size cho bé là từ 15 cân cho đến 15 cân cho đến, à không, 17 cân đến 37 cân em có size nhá. 17 cân đến 37 cân em có size với giá là 119.000 lên cho em mã số này là 09 nhá mọi người nhá. Set này lên cho em là 09, có chân váy có quần bên trong này, rất là thoải mái cho em nhá, không bị lộ liếc này. Đó, co giãn 4 chiều cho em nhá mọi người nhá. Co giãn 4 chiều cả áo và cả váy cho em, co giãn 4 chiều. Set này lên cho em là 09 nhá. 09 cho em 119.000 nha mọi người nhá. Set này lên là 09, 119.000 cho em. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá. 09 á, 17 cân đến 37 cân em có size, 4 đến 10 tuổi mang vừa này. Phần sau có chun rất là mềm này. Đây, phần sau có chun mềm lắm mọi người, mặc dễ mặc cực kỳ luôn cho em. 09 nha, dáng A rất là dễ mặc luôn. Đó, chị nào lấy thì comment cho em là 09 cho em nhá. 09 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 09 đi. Huyền Trang 25 này. Số ok nhá. Huyền Trang có 25 rồi. Rồi cái này lên là mã số 09, chị nào đặt rồi thì thôi nha mọi người. 119 như một set nha mọi người nhá. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhá, bao co giãn luôn. Mã số 09 nhá. Linh Lưu có 25 rồi ok này. Mai Thanh có 06 rồi đơn ok chị này. Lâm Phúc có 09 này, 119.000. Trà My Nguyễn có 09 ok này, set này đẹp lắm. Kiều Em Lưu có 09 này ok nhá. 119.000 cho em một set thôi ạ. Đẹp lắm. 119.000 cho em mã hàng là 09 cho em, phong size 17 cân đến 37 cân em có size này. Đây mẫu mặc đẹp cực, set này đẹp lắm mọi người. Set này rất là ăn chơi, rất là đẹp luôn á. Mã hàng 09 nhá mọi người nhá. 119.000. 119.000 một set thôi, bên ngoài đang bán 300.000 đó. Nhà em bán tặng 119.000. 119.000 cho em nha. 119.000 cho em. 119.000 size 17 cân đến 37 cân em có size á nha mọi người nhá. 09 nha mọi người, chị nào đặt rồi thì thôi mày đặt lại đâu nha, em đọc chốt đơn rồi đấy. Ok nha, 09 nhá. 09 cho em. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Mã số 27 cho em váy đan lưng này. Mã số 27 cho em váy đan lưng này. Form size là từ 17 cân đến 37 cân cho em váy dây đan lưng nhé.
người Xuân Ngố. Ok này, Mai Nguyễn lên số điện thoại cho em rồi nhá. Thanh Nguyễn này, à Thanh Thảo 09, Chi Trành 09 này, Kiều em đi 09 này, ok. Rồi cái này lên cho em mã số là 27 cho em nhé mọi người. 99 thì một váy cho em có màu hồng với hoa cài là bông liền nhá. À, màu trắng này, váy đẹp lắm mọi người. Cái váy này mặc rất là kiểu nhẹ nhàng, kiểu thư ấy. Đấy, mã số lên cho em là 27 cho em với giá là 99.000, size 17 cân đến 37 cân em có size nhé mọi người nhá. Mai Nguyễn lên số điện thoại cho em rồi á. Nguyễn Nhung 09 rồi, xem váy xanh lá đằng sau. Ok, đợi em xỉn nhá. Rồi ok, mã số 27 cho em màu vàng này. Đó, cái này là dòng của nó là dòng sát nách nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Dòng sát nách ở sau có dây buộc lưng này. Đó, rất là xinh luôn. 100, à quên, 99.000. 99.000, size từ 17 cân đến 37 cân. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi mang vừa, form đại nha các chị yêu nhá. Cái này là form đại này. Mã số 27 cho em màu vàng này. 27 lên cho em màu trắng này. Ok Mai Nguyễn này, 27 lên cho em màu hồng này. Đấy các chị nhìn các cái chất đuối gân nhà em là nó là dạng đuối gân nhá mọi người. Có các cái ô ô này rất là đẹp luôn này. Đó, chất nó rất là đẹp, cái này nhìn bên ngoài mới đẹp ấy. Rồi chị nào lấy thì comment cho em màu hồng ở ngoài nó sẽ đậm hơn trên like nhá. Màu hồng ở ngoài sẽ đậm hơn trên like, tại vì trên like nó có đèn hỗ trợ nó bị mờ ấy. Chứ ở ngoài màu hồng nó đẹp hơn ấy. Rồi ok màu trắng này. Rồi mã số này lên là 2799.000 một cái thôi nhá, size to ạ. 17 cân đến 37 cân em có size. 17 cân đến 37 cân em có size, mã số lên là 27 giúp em. Nhỏ có con nhám kìa. Có con nhám nó cứ gì. Ok nha, chị nào lấy 27 thì comment giúp em là 27. Các chị ơi, cái máy này đẹp cực á. 27 cháu em mặc cái đẹp lắm. 27 cho Chi Trành này, Nguyễn Anh Huynh có này, Linh Trần có này, Đào Thái có 27 ok này. Vừa đi bắt con sáng nha chị. 27 cho em 100, à 99.000 nhá. 99.000 cái máy này đẹp cực. 17 cân đến 37 cân em có size, có 99.000 thôi nha. 99.000 đối với chị mua ở ngoài được các cái máy này 99.000 này. Điều mà làm gì có giá này ở ngoài, ít nhất phải bán trên tầm 180 cái. Size to á. Số ok, mã số 27 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 27 cho em này. Máy xanh này là mã số 0 của em. Đây cái xanh không có. Cái tay bồng này là mã số 08 cho em nhá. Cái này là độ hot của nó thì rất là kinh khủng luôn ấy. Cái độ hot của cái váy này nha em, bán quá là chạy luôn ấy. Mã số 08 tay bồng cho em. Form size từ 17 cân đến 33 cân em có size nhá. Từ 17 cân đến 33 cân cho em. Mã hàng cho em là 08. Chất liệu của nó là chất xốp mềm. Nó là dạng xốp mềm co giãn cho em và thấm hút mồ hôi cực kỳ luôn. Đây các chị nhìn cái váy của em co giãn này. Đó, nhìn cái này nó co giãn nó rất là thích luôn. Mã số này là 08 nhá. 08 váy xốp tay bồng này. Đó, form size 17 cân đến 33 cân em có size với giá 109.000 một cái thôi ạ. À, hàng thiết kế cao cấp bên ngoài bán tầm gần 300 nhé. Bán tặng 109.000 cho em có 3 màu, màu hồng, màu xanh dương và màu xanh cốm cho em nhá. Ở phần sau em có phố dây thắt eo, mã này lên cho em là 08 này. Mã hàng cho em là 08 nhá. Xanh cốm, xanh dương và màu hồng cho em. Phối 2 tầng rất là đẹp luôn này. Ở phần sau thì em có dây thắt eo nhé mọi người nhá. Phần sau có thủ phối rất là eo nha các chị. Tay bồng rất là sang ạ. 109.000 cho em mã số này lên là 08 nhá. 08 chị nào đặt rồi thì thôi mọi người nha, đừng đặt lại nữa nhá. Chị nào đã đặt rồi comment rồi thì thôi, không cần comment lại đâu nha mọi người. Thảo Thái có 27 rồi. Rồi cái này lên là 08 cho em nha. 08 cho em màu xanh cốm này. 08 lên cho em màu xanh dương này. Màu xanh dương này. 08 cho em này. Màu hồng này. Chi Trành có 12 hồng đậm rồi. Váy jean á, xem váy jean á. Nhé, không có váy jean, chỉ có quần váy thôi. Có quần váy thôi. Mã số 08 ạ. Nguyễn Nhung có 273 màu vàng 3 cái này. Báo số sau được không Linh? Chị Nhung, Nguyễn Nhung lên số điện thoại đi. Lên số trước này có cái gì đâu mà phải lên số sau. À có số rồi, đấy tức là báo số sau là báo cân nặng sau hả? Ok chị. Váy jean thì không có váy jean nhé, em chỉ có quần jean với lại quần váy thôi. Ok nha, mà ở cái xanh cốm này đẹp lắm mọi người. Cái xanh cốm này mặc lên trắng da cực. Năm nay đang hot màu xanh cốm lắm. Ok, chị nào lấy thì comment là 08 nhá mọi người nhá. Chị nào lấy 08 thì comment 08 này. Bây giờ các chị mà muốn lên cái gì thì comment em lên cho nhá. Comment đi em xem còn thì em lên cho nhá. Vì bây giờ ít khách rồi thì có thể chăm sóc khách được. Chứ cái lúc đông mà cứ giục em lên cái này cái nọ thì là không chăm được nhá. Ok, cái này lên cho em là 08 đúng không? 109.000 một váy xốp mềm đẹp lắm mọi người. Cái váy này đẹp cực luôn á, mặc sang lắm. Nó rất là sang thì nó đơn giản thôi nhưng mà điểm
em với nha. Mã số 28 đi. Cái này lên cho em là 28 nhá. 28 ba bông hoa, cái này là hoa liền. Hoa này là bông liền này. Đó, phối liền với váy luôn, không bong không chóc được nhá. Phong size là 15 cân đến 18 cân cho em. 15 đến 18 cân cho em với giá là 99.000 một cái thôi nhá. 3 đến 5 tuổi mang vừa cho các chị ạ. Cái này 3 đến 5 tuổi mang vừa cho em nhá. Mã số lên là 28 cho em đi. Rất là đẹp, chất đùi tơ không nhăn này. Ở phần sau em có phối dây thắt eo này. Đó, phối dây thắt eo cho em. Mã số này lên là 28 đi. 28 nhá. Mã số 28 cho em. 28, 99.000 nha mọi người. 15 cân đến 18 cân cho em. 3 đến 5 tuổi cho em 28 nhá. Mã số 28 cho em. 28 em còn ít hàng lẻ size em lên cho các chị nhá. 28 Hoàng Hương 08 này. Hồng ok chị này. Bên áo thun 34 cân à. Áo thun 34 cân thì còn có một kiểu Doraemon thôi nhỉ. Đúng không? Áo crop top không có chị ạ. Đinh ốc vít này có 08 màu hồng ok này. Áo crop top thì em không có rồi, không có dáng ngắn rồi. Váy tay bồng vừa dơ là mã gì? Tay bồng là 08 nha chị ơi, tay bồng là 08 cho em nhá. Còn váy em đang lên là mã số 28 ba bông hoa 100.000. 100.000 99.000 đấy. Ok nha. Rồi chị nào lấy thì comment đây là 28 này. 28 này. Bộ nhá. Em còn một ít bộ. Bộ của cụ tại à? À bộ ngấu theo này. Bộ ngấu theo cho em mã số 7 đấy. Mã số 29 này. Bộ theo này. Size cho bé là 15 cân đến 30 cân cho em bộ theo này, Gucci này. Mã số 29 theo Gucci cho em, size 15 cân đến 30 cân cho em tặng này, 89.000 một bộ này. 89.000 cho em, mã số này lên là 29 đi. 29 nhá mọi người nhá. 15 cân đến 30 cân cho em đi. 15 cân đến 30 cân cho em, 89.000 cho em, mã số 29 nhá mọi người. 29 cho em đi. Đây lên cho em bộ này 29 màu nâu này. Màu nâu này. Đẹp lắm, bộ này chất đẹp lắm, mà co giãn 4 chiều chất cốt tông cho em nhá mọi người nhá. 100% cốt tông non cho em này, bao co giãn cho em nhá. Cốt tông tàu rất là xịn luôn, mà hàng thêu này. Cái này hàng thêu nên là các chị có giặt máy giặt thoải mái cho em. Quần đùi thì nhà em đúng nó dài nhá mọi người nhá. Quần đúng dài nên là các chị không phải lo bị đúng ngắn đâu nhá. Mã số này lên là 29 cho em, 89.000 một bộ. 15 cân này, 15-17 cân, 4 tuổi trở lên đến 30 cân em có size nhá. Em có màu nâu tây này. Mà 29 em có màu xanh này. Mã số 29 em có màu xanh này. 29 lên cho em màu hồng này. Màu hồng ở ngoài nó luôn luôn là nó đậm hơn trên line đấy mọi người ạ. Màu hồng này, mã số 29 cho em màu hồng này. Đó, 29 cho em màu màu đen này. Mã số 29 nhá mọi người nhá, 89.000 một bộ cho em. 89.000 cho em nha mọi người. 89.000 nha. Mã số lên là 29 cho em, có quần Alibaba không có rồi. Em không có quần Alibaba rồi. Dương Oanh có 28 là ok nhá. Bộ theo là mã số 29, theo Gucci mã số 29 nhá mọi người nhá. Mã số 29 cho em bộ theo nhá, 89.000 một bộ. 89.000 cho em nhá mọi người nhá. 15 cân đến 30 cân thì có sai. Nó mua đầu đầu quá. Thôi còn mấy bộ để em sale này. Bộ số 30 này. 30 size 20 cân. Rồi size 20 cân, mã số 30 này. Đây, lên cho em bộ này, mã số 30, bộ quần váy này size 20 cân nhá. 20-22 cân cho em, quần nó hơi xòe như váy này. Mã số 30 nhá. 20 cân này đến 22 cân em còn có vài bộ này. Đấy, cả màu xanh, màu hồng và màu cam này. Bộ này đẹp lắm, bộ này em nhập hàng Quảng Châu rất là đắt này. Bán tặng cho các chị 69.000 một bộ thôi nhá. 69.000 cho em này, còn 5 bộ. 20-22 cân còn 5 bộ, màu xanh, màu hồng, màu cam nhá mọi người nhá. Xanh, hồng, cam cho em này, chọn màu đi. Cho chọn màu. Mã số 30 nhá, 69.000 đi. 20 đến 22 cân cho em nha mọi người nhá. 20 đến 22 cân cho em, mã số 30, 69.000. Chị chơi chị Dương chị có nhớ mã để chia hàng không đó? Đó. Không nhớ thì chết dở. Rồi mã số lên là 30 nhá. 30 mã của em lên này. Đấy, mã của em lên tại vì em thấy hết khác rồi á. Rồi 30 bộ nhá mọi người nhá. Bộ cho em bộ này đẹp. Bộ này hàng tàu đẹp lắm. Size 20 đến 22 cân cho em, tầm 4 đến 6 tuổi cho em nhá. Đó, tặng luôn cho em này, 69.000 bộ, chẳng ở đâu bán bộ này 69.000 luôn này. 69.000 mã số 30 nhá mọi người ơi. Chị nào lấy 30 thì comment giúp em là 30 nhá, 69.000 nhá. Rồi em xin phép nghỉ like nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment là 30 cho em đi, 69.000 cho em nha mọi người. Thôi em nghỉ like nhá, tại vì em thấy hết khách rồi á. Cảm ơn mọi người đã đón xem live của em buổi trưa hôm nay nha các chị yêu nhá. Bye bye mọi người nhá, nhà em
giờ bắt đầu chia đơn và gọi điện chốt đơn thì mọi người để ý điện thoại cho em với nhá. Chốt từ chiều nay cho đến sáng ngày mai luôn nhá mọi người nhá. Chốt liên tục từ chiều đến sáng ngày mai, chị nào mà chưa được chốt đơn thì cứ yên tâm là sẽ có nhân viên gọi nha mọi người nhá. Đó. Nha mọi người, rồi cảm ơn mọi người nha. Bye bye các chị nha. Bye mọi người. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Đọc tin nhắn đi. Hello Phan Yến, hello Thanh Xuân nhá, hello chị Giàu Nguyễn này. Một chị đang xem live thì cho em xin một lượt chia sẻ like với nhá mọi người ơi. Chấm bài lên giúp em nhá mọi người nhá. Chấm bài lên giúp em nhá, tương tác mạnh mẽ lên giúp em nhá. Tương tác mạnh mẽ lên giúp em nhá. Rồi mã đầu tiên cái này em tặng luôn này. Đây em tặng luôn. Mã đầu tiên lên cho em này. Con này có size cho bé là từ 12 cân đến 20 cân cho em nhá. 12 đến 20 cân cho em, từ 2 đến 4 tuổi mặc được cho em váy này. Cái này em tặng các chị với giá là 29.000. 29.000 cho em. Cái này sale 29.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. Đầu like tặng cái này 29.000, chất co giãn cho em rất là đẹp. Cái này là cốt tông nhé mọi người nhé. Cái này cốt tông pha đuổi cho em nó rất là co giãn và rất là đẹp. Bên dưới có đuôi cá này. Cái này lên cho em là mã 01 cho em 29.000 nha mọi người nhé. 29.000 đồng cho em. 29.000. Size là 12 đến 20 cân, từ 2 đến 4 tuổi là mặc được nha mọi người. 2 đến 4 tuổi là mặc được cho em. 29.000 cho em nhé. Comment lên cho em và 01 mọi người tương tác thả tim thả like, chấm bài lên giúp em nhá. Chấm bài lên giúp em đi, chia sẻ like giúp em nhé mọi người. Mã hàng ngày cân nặng và kèm số điện thoại cho em, và có đơn 29.000 cho em, con này là 01 nha. 29.000 lên cho em, con này là 01 cho em này, màu trắng này. 01 lên cho em màu hồng này, màu hồng cho em này, 29.000 nhá.
29.000 cho em. 29.000. Cho em xem mấy cái đầm cano cho bé. Thôi ok, đợi em xíu, đầu like đang xả tặng rồi nhá. Đầu like đang lên hàng lẻ sai rồi nhá mọi người ơi. Để cho view cao một chút rồi em lên hàng nguyên vi nhá. Mọi người chấm bài lên, thả tim thả like lên cho em nha. 01 Bukri có 35 cân. 01 cho em nhá. 01 cho em nhá. Size 12 đến 20 cân ạ. 12 đến 20 cân cho em 29.000. 12 đến 20 cân cho em nhá. 12 đến 4 tuổi là mặc vừa cho em. 2 đến 4 tuổi là mặc vừa cho em 29.000 đồng cho em nhá. 29.000. Hả? Sim ở trong gói lấy rồi đây. À chưa lấy à? Cái chưa lắp à? Rồi 01 nha mọi người nhá. Cái này 12 đến 20 cân ạ. 12 đến 20 cân cho em, 2 đến 4 tuổi mặc được cho em nhá. Các chị lên mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nè. Cả mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em mới có đơn nhá mọi người nhá. 29.000 cho em nhá. Tiền Giang á. Tiền Giang có ship nha chị ơi. Tiền Giang có ship nha. Tiền Giang có ship cho em. 01 có 29.000 thôi. Đầm 28 cân á. À 8 cân á. 8 cân. Chị Tuấn Như lên số điện thoại nhá. Chị Ngọc Kitty lên số điện thoại. Tuấn Như và Ngọc khi đi lên số thoại, các chị không có số thoại là không có đơn đâu nhá. Cái này lên cho em là 0129.000 đồng cho em bé trai, nhà em không có đâu, nhà em chuyên bé gái cho nha chị ơi. Nhà em chuyên hàng bé gái nhá. 01 cho em nhá. 0129.000. Các chị lên đúng cú pháp ạ. Mã hàng cân nặng cộng số điện thoại ạ. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Bác ơi phải lên đúng cú pháp cho em mới có đơn nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. 30 cân cái này không có đâu, 20 cân quay lại cho em nhá. 20 cân quay lại cho em này, có 29.000. Cái này là em tặng cho các chị thôi, kèm cửa chia sẻ lại để lấy tương tác này. Đây bán lấy tương tác cho em 29.000 đồng cho em nhá. Ui chồng, 29.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Rồi 01 nha mọi người ơi. Rồi ok này, qua mã cho em nhá. Mã 20 là mã nào? Bây giờ mới lên mã 01 mà. Bây giờ em mới lên mã hàng 01 mà sao mà có mã 20 được. Rồi lên cho em chân váy ngẫu nhiên này. Rồi lên cho em chân váy ngẫu nhiên cho em này. Chân váy ngẫu nhiên này đặt size từ 15 cân đến 25 cân cho em. 30 cân à? Cái này được 30 cân này em. 15 cân đến 30 cân cho em chân váy ngẫu nhiên nhá. Rồi lên cho em cái này chân váy ngẫu nhiên cho em này. 15 cân đến 35 cân nhưng mà không lựa màu cho em nhá. Không lựa màu, không lựa hình và không lựa kiểu cho em. Cái này em tặng chân váy cho các chị với giá là 49.000 một cái thôi ạ. 49.000. Lên cho em mã hàng này lên là 02 nhá mọi người nhá. Chân váy ngẫu nhiên cho em, chất liệu là voan cho em rất là đẹp luôn này. Váy voan tầng cho em rất là xinh. 49.000. 15 cân đến 35 cân. 40 cân á. 15 cân đến 40 cân cho em chân váy nhá mọi người nhá. 15 cân đến 40 cân cho em chân váy cho em với giá là 49.000 một cái nhá. 49.000 đồng cho em. 49.000 đồng chân váy ngẫu nhiên cho em nhá mọi người nhá. Chân váy voan tầng cho em ạ. Size là 15 đến 40 cân là từ 4 tuổi trở lên cho em là mặc được. Từ 3 4 tuổi trở lên cho em là mặc được nhá. 4 tuổi trở lên cho em nhá mọi người nhá. 4 tuổi trở lên cho em 01 nhá. Đây lên cho em là 01 đi. 01 nhá mọi người nhá. Không một cho em 49.000 đó. 02 nhá. Cái này lên cho em là 02 49.000 cho em 02 nhá mọi người nhá. Không lượng màu nhá. Cái này 02 cho em không lượng màu. 49.000 chân váy cho em ạ. Chân váy 02 nhá mọi người. 15 cân đến 40 cân. Cái này là 02. Chân váy là 02 cho em. Mọi người ơi quên đấy. Chân váy là 02 cho em nhá. Chân váy là mã hàng 02 cho em nhá. Chân váy là mã hàng 02. 15 cân đến 40 cân cho em. 15 cân đến 40 cân cho em này có 49.000 một cái chân váy 02 nhá mọi người ơi, comment lại là 02 nhá. 02 chứ không phải 01 nha. 02 cho em 49.000 đồng cho em nhá. 49.000 thôi ạ. 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Kèm cân nặng nhưng mà người lên cân nặng nhá. Có đồ bộ không chỉ có nhiều bộ. Lại chân váy là 02 ạ. Chân váy là 02 cho em nhá. Chân váy là 02 ạ. Còn 01 là váy hồng trắng. Còn chân váy này là size 15 đến 40 cân cho em. Chân váy chỉ có 49 một cái thôi. Cái này có 10 cái thôi. Em tặng 49.000 cho chị nào lên cân nặng nhá. Kèm lời chia sẻ like cho em. Con này 02. Tiền Giang có ship nha chị ơi. Tiền Giang có ship nha mọi người ơi. Chia sẻ like lên cho em các chị yêu nhá. Tiền
xí mà. 15 đến 40 cân chân váy 49.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 49.000 không lựa kiểu đâu nhá. Cái này có 18 em tặng luôn 49.000 cho các bác luôn. Cái này em nhập có 80-90.000 cái. Chị Hao, chị Hao muốn lên số điện thoại ạ. Phan Ngân lên số điện thoại đi ạ. Phan Ngân lên số điện thoại này. Chị nào không lên số điện thoại không có đơn nhá. 0249.000 cho em. Chị nào không có số điện thoại là không có đơn nhá. Bộ nhí cho em này. Các chị ơi không chọn màu đâu ạ. À. Không chọn chân váy là không chọn màu đâu, ngẫu nhiên nhá. Hình ngẫu nhiên cho em nhá mọi người ơi. Hình ngẫu nhiên chân váy là hình ngẫu nhiên không chọn đâu nhá. Áo thun nữ có bộ. Rồi cái này lên cho em bộ yếm này. Bộ yếm cho em con này size 8 cân đến 15 cân cho em 1 đến 2 tuổi mặc được cho em bộ này. Bộ yếm tặng luôn 49.000 cho em bộ yếm nhá mọi người nhá. Lên con này cho em là 03 đi. 03 cho em này. Cái này lên cho em là 03 mọi người cứ lên đúng cú pháp này. Mã hàng này, kèm cân nặng này, kèm số điện thoại là có đơn cho em nhá, cứ comment đúng cú pháp cho em nhá mọi người nhá. Em không cần em đọc chốt đơn đâu, tại vì nhiều comment lắm nên là không cần em đọc chốt đơn đâu các bác nhá. Rồi lên cho em bộ này này, lên cho em cái bộ yếm này, bộ yếm cho em quần nhá mọi người nhá, chất đúng rất là đẹp luôn. Bộ yếm này lên cho em mã hàng là 03, size 8 cân cho đến 15 cân, 1 đến 2 tuổi mặc được cho em bộ này. 49 như một bộ luôn cho em nhá. 49.000 cho em bộ này nhớ. 49.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Cái này lên cho em là 03, 49.000 đồng cho em đi. 03, 49.000 cho em nhá. 03, 49.000 cho em. Cái này lên cho em là 03, 49.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 49.003 cho em màu đỏ với màu vàng đẹp lắm. Cái này con gái nhà em mặc xinh lắm. Con gái nhà em mặc luôn á. 8 cân đến 15 cân 1 đến 2 tuổi cho em nhá mọi người nhá. 8 đến 15 cân cho em, 8 đến 15 cân nhá mọi người. Cái này là 03, 8 đến 15 rồi chân váy hết nha mọi người ơi. Chân váy hết rồi nhá. Người chốt nghỉ chân váy này, nghỉ chân váy. Rồi bộ yếm cho em đi. Bộ yếm cho em nhá, xinh cực luôn á. Cái này con nhà em mặc xinh lắm. 03 nhá. 03, 49.000 một bộ thôi ạ. 49.000 một bộ cho em 03. Mà 8 cân đến 15 cân 1 đến 2 tuổi cho em nhá mọi người nhá. 1 đến 2 tuổi mặc vừa cho em này. 03, 49.000 cho em nhá. 03, 49.000 cho em bộ nhá. À, có bộ nhiều bộ lắm. Cho em nhé, 59.000 cho em, 15 đến 25.
luôn này, 13 cân cho đến 20 cân cho em này. Mã tiếp theo lên cho em 05 này. Mã hàng tiếp theo lên cho em 05 này, 13 cân đến 20 cân cho em nhá. Từ 2 tuổi trở lên, 2 đến 5 tuổi à em? 2 đến 5 tuổi này, 13 cân đến 20 cân cho em này. Váy cánh tiên nhá, váy sọc cánh tiên cho em này. Cái này em sale các chị luôn này, với giá là cái này em sale luôn cho mọi người với giá là 69.000 đi, 69.000 thôi. Cái này có một ít thôi, em sale 69.000 cho mọi người nhá, 70.000. 04 này, rồi cho Bích Lê, rồi San Yến có rồi, ok này, đầm nhá. Bây giờ lên đầm này, mọi người chia sẻ like đi mọi người. Rồi cái này lên cho em cánh tiên này, váy cánh tiên cho em nhá, 13 cân đến 20 cân cho em này. 3 đến 5 tuổi cho em nhá, 2 đến 5 tuổi cho em. 69.000 một cá thôi ạ. Chất này là chất thô cho em nhá mọi người nhá, thô boy rất là mềm cho em này. Thô đùi, thô đùi, cái này là thô đùi cho em nhá mọi người, siêu mềm mà không bị nhăn. Cái này không hề bị nhăn luôn. Mã này lên cho em là 05 nhá mọi người nhá, 05 cho em này, 69.000. 69.000 đồng cho em 05 nhá. Mã hàng cho em là 05, 69.000 đồng cho em. 05 cho em, 69.000 đồng cho em nhá. Size là từ 17 cân đến 40 cân cho em nhá. 17 cân đến 40 cân bên dưới
06 nha. 06 139.000 đồng cho em ạ. Cái này bên ngoài đang bán tầm 300 đến 350 một cái, nhưng mà nhà em chỉ có 139.000 thôi. Ở sau là khóa chìm cho em nhé mọi người nhá. Cái này mà sau là khóa chìm này đấy, khóa chìm cho em rất là xinh luôn, không lộ khóa nhá. 06 đi, cái này lên cho em là 06 này, màu nhạt này, và 06 lên cho em sọc đậm này, sọc đậm cho em 06 nhá. 06 cho em 139.000 cho em nhá, 139.000 đồng cho em 06. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 06 nha mọi người nhá. Sương Ngô còn đơn không kìa. Long An sao bưu điện em chưa nhận ý, thì cứ để hôm nay
có dây thắt eo nhá. Size cho bé là từ 07 nha mọi người nhá. Đà Nẵng chưa đi. 07 cho em, size cho bé là từ 13 cân đến 25 cân cho em này. 2 đến 6 tuổi mặc vừa cho em, 07 cho em với giá là 99.000 một cái nhá. 99.000 cho em nhá. 99.000 cái này, đây là 07 cho em hàng cao cấp quá đẹp luôn. 07 cho em vàng này. 07 lên cho em màu xanh này. Màu xanh này, màu xanh cho em 07 này. 07 cho em nhá. Vàng xanh tay cánh tiên cho em này. Cái này là tay chun nên nó rất là đẹp luôn này. Cái này tay chun nên nó mềm lắm. Bình Định có ship nha. Tiền Giang có ship nha. Tiền Giang thì ở chợ gạo này, Mỹ Tho, Châu Thành, Gò Công Tây là không ship. Tiền Giang, Đồng Nai không ship. Đồng Nai không nhận đơn. Rồi Hoàng Trung có 07. Ok, 07 cho em màu vàng này. Và 07 lên cho em sọc xanh nhá mọi người nhá. 25 cân quay lại cho em ạ. 6 tuổi quay lại thôi nhá. 5 tuổi quay lại, 5-6 tuổi quay lại cho em nhá. Bình Dương chưa ship đâu mọi người ơi. Chào Vinh á. Trà Vinh thì cầu kè là không ship nha. Mọi người tập trung vào những cái em đang bán đi. Đừng có bảo em lên cái này cái nọ. Em không lên theo mọi người đâu. Em thích cái gì thì em lên cái đó thôi. Vì cái gì nhiều hàng thì em lên nhá. Nên là đừng có dùng em. Dùng em thì cũng không lên theo ý mọi người đâu. Rồi cái này lên cho em một size gì nè em. Làm sao mà em lấy được. Rồi lên cho em mã tiếp theo này, 08 này. Rồi lên cho em set học sinh nhá mọi người nhá. Set học sinh hàng cao cấp cho em size là từ 25 cân đến 45 cân cho em. Mã này là 08 này. Cái này lên cho em là 08 này. Thúy Phùng có rồi. 08 cho em 180.000 hàng cao cấp nha mọi người nhá. Cái này set 400.000 nhà em bán với giá chỉ có 180.000, chưa bằng nửa giá của thị trường luôn. Trần Cẩm Nhung lên số điện thoại đi nào. Trần Cẩm Nhung lên số điện thoại. Cái này lên cho em là 08 nha. Sóc Trăng có gì. Rồi cái này lên là 08 cho em này, 180.000 cho em, size là 25 cân đến 45 cân cho em nhá. 25 cân đến 45 cân cho em này, rất là đẹp luôn. Cái cảm này nó rất là mềm này. Cái này hàng nhà em là hàng cao cấp nha mọi người nhá, không phải hàng thường đâu nhá. Cái này là nô liền này, nó rất là xinh. Mã này lên cho em là 08 đi. 08 nha mọi người nhá. 180.000. 180.000 size 25 cân đến 45 cân cho em. Đẹp lắm. Cái này set rồi nha mọi người nhá. Áo là thô boy, của chân váy là chất ubi cho em này. Cái này giấy lại bên trong có quần. Bên trong có quần cho em, 08 là bên trong có quần nhá. Dáng váy là dáng dài nha mọi người nhá. 08. Này lên cho em là 08, 180.000 hàng cao cấp cho em. 180.000 cho em 08 nhá mọi người. 25 cân đến 45 cân cho em nhá mọi người nhá. 25 cân đến 45 cân size đại nhá. Cái này size siêu đại luôn cho em này. Cái này đẹp lắm. 180.000 đồng cho em. Mã hàng đây là 08 nha. Chị nào lấy 08 thì comment cho em là 08. 08 cho em. Cảm đấm có 08 ok này. Mọi người ơi, chấm bài thả tin thả like lên nào. Tương tác lên giúp em với Thúy Hồ đang xin số điện thoại đi ạ. Thúy Hồ lên số điện thoại nào. Thúy Hồ lên số điện thoại nào. 07 có 23 cân. 07 có 23 cân. Cái này lên cho em là 08 ạ. Cái này lên cho em là 08 nha mọi người nhá. Size cao cấp quá đẹp luôn. Em nói thật sự luôn. Các chị ơi, nhận cái váy về kiểm tra hàng. Mọi người không nghĩ là 180.000. Mọi người không nghĩ luôn là 180.000 luôn đấy. Cái này size là từ 25 cân đến 45 cân cho em. 180.000. Váy kẻ vừa lên là 06 rồi. Váy kẻ vừa lên là 06 rồi nhá. Váy kẻ vừa lên xong 06 luôn. 06 là 139.000 váy bukri nhá. Còn cái này là 08 cho em nhá. Còn cái này là 08 cho em, size 25 cân đến 45 cân cho em. 180.000 cho em nhá. 180.000, 25 cân đến 45 cân. 25 cân đến 45 cân cho em. 180.000 cho em nhá. Đồng Tháp có ship mà. Đồng Tháp thành phố Sa Đéc là không ship nha. Đồng Tháp thành phố Sa Đéc là không ship nha chị ơi. Rồi, cái này đây là 08 cho em nhá mọi người nhá. 08 á, comment lên cho em đúng cú pháp là 08 nha. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em.